Chào mừng các bạn đến với người chuyển động báo phong trào, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối môn thể thao vua. Đừng quên follow trang fanpage và kênh YouTube bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Đây là bản tin thể thao bóng đá phong trào khu vực số đầu tiên. Rất hy vọng là anh em sẽ cùng đồng hành, chia sẻ và ủng hộ chúng tôi. Hãy đến với những nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Giải bóng đá đồng niên thôn Hồ Cách lần thứ 10 năm 2021 chuẩn bị trở lại sau dịch Covid từ 24 tháng 7. Những giải đấu còn bỏ ngỏ của bóng đá phong trào khu vực. Từ Sơn chính thức dừng các hoạt động bóng đá do dịch Covid từ ngày 2 tháng 9. Một số thông tin trước trận đấu Việt Nam Australia ngày 7 tháng 9 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Hồ Cách là một ngôi làng nhỏ bé có khoảng 3.300 dân thuộc xã Đồng Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Một trong những mảnh đất tiên phong đưa truyền thông quay phát các giải bóng đá đến với khu vực Đồng Tiến, Yên Trung, Thụy Hòa. Đầu năm 2021, Hồ Cách chào đón sân bóng mới và câu lạc bộ bóng đá Hồ Cách chính thức ra đời. Chủ tịch câu lạc bộ là anh Hoàng Côn, sinh năm 1978, cũng là nhà tài trợ chính cho các giải bóng đá tại Hồ Cách những năm qua. Giải đấu đồng niên thôn Hồ Cách lần thứ 10 được tổ chức để chào mừng khánh thành sân bóng mới và là nơi gắn kết những con người Hồ Cách yêu thể thao và yêu trái bóng lại với nhau. Giải đấu cũng đã bị hoãn lại từ ngày 24 tháng 7 cho đến nay do dịch Covid. Và vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 tới đây, các cặp đấu tứ kết sẽ trở lại. 8 đội bóng có mặt ở vòng loại trực tiếp giải đồng niên Hồ Cách năm 2021 gồm có Liên Quân 9499, Liên Quân 972K1, Đồng Niên 1990, Liên Quân 8791, FC Bầu Triển, Liên Quân 892K3, Đồng Niên 1996 và cuối cùng là FC Ông Bầu. Ngày 7 tháng 9 năm 2021 sẽ diễn ra hai trận đấu tứ kết 1 và tứ kết 2. Trận đấu đầu tiên tứ kết 1, cuộc đấu giữa FC Bầu Triển, đội bóng trẻ nhất giải đấu, đứng nhất bảng A đối đầu với Đồng Niên 1990, đội bóng đứng thứ tư ở bảng B. FC Bầu Triển là tập hợp của các cầu thủ có tuổi đời từ 2K4 đến 2K7. Sau 4 lượt trận đã đấu, họ có cho mình 7 điểm với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Họ ghi được 8 bàn thắng và để thủng lưới 5 bàn. Còn với Đồng Niên 1990, họ đã có cho mình được 4 điểm sau 4 lượt trận của bảng B. Trong đó có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Và vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9, lượt trận tứ kết 2 sẽ diễn ra. Liên Quân 9499, đội bóng nhất bảng B sẽ đối đầu với FC Ông Bầu, đội bóng đứng thứ tư ở bảng A. Sau 4 lượt trận đã qua của bảng B thì Liên Quân 9499 đã có cho mình được 3 chiến thắng và 1 trận thua. So với FC Ông Bầu của bảng A, 4 trận đấu đã qua của họ, họ có cho mình được 1 chiến thắng và 1 trận hòa với 6 bàn thắng và 8 bàn bại. Họ xếp trên cao thủ Liên Quân 9293, đội bóng chỉ giành được 2 điểm sau 4 lượt trận với 2 trận toàn hòa. Vào ngày 8 tháng 9, các lượt trận tứ kết 3 và tứ kết 4 sẽ diễn ra. Vào lúc 17:30, trận đấu tứ kết 3 là cuộc đối đầu giữa Liên Quân 892K3. Họ sẽ đối đầu với Liên Quân 8791. Một cuộc đối đầu rất thú vị và được coi là một trận chung kết sớm của giải đấu. Sau 4 lượt trận ở bảng A, họ có cho mình 1 chiến thắng và 3 trận hòa. Họ ghi được 7 bàn thắng và để thua 5 bàn, hiệu số là dương 2. Liên Quân 8791 cũng có cho mình được 6 điểm. Sau 2 trận đấu đầu tiên toàn thua, họ trở lại mạnh mẽ với 2 trận thắng và đứng thứ 3 ở bảng B. Cao thủ Liên Quân 8791 đã ghi được 7 bàn thắng và để lọt lưới cũng 7 bàn. Vào 19 giờ, trận tứ kết thứ 4 sẽ diễn ra. Liên Quân 972K1 sẽ đối đầu với đội bóng Đồng Niên 1996. Cũng là một trận tứ kết được đánh giá là cân bằng. Sau khi kết thúc vòng bảng, Liên Quân 972K1 đã có cho mình được 2 chiến thắng và 2 trận thua. Họ ghi được 8 bàn thắng và để thua 6 bàn. Đồng Niên 1996 cũng đang thể hiện một bộ mặt rất sáng sủa. Sau khi kết thúc 4 lượt trận ở bảng A thì Đồng Niên 96 cũng có cho mình được 6 điểm. Họ thắng 1 trận và hòa 3 trận. Cũng là một trong hai đội bóng bất bại duy nhất của giải đấu. Và chúng ta sẽ cùng đến với lịch thi đấu chính thức của 4 lượt trận tứ kết giải Đồng Niên Hồ Cách năm 2021. Dịch bệnh như là một chiếc kim tiêm, nó phá vỡ truyền thống các giải đấu trong các năm qua và làm đảo lộn nhiều thứ bản sắc của bóng đá phong trào khu vực. Những giải đấu bóng đá cũng không thoát khỏi guồng quay đó. Giải bóng đá lễ hội truyền thống Mẫn Xá, giải đấu uy tín bậc nhất của khu vực, vẫn phải dừng lại ở vòng tứ kết mà chưa rõ ngày trở lại. Giải đấu đã bị hoãn từ ngày 1 tháng 5 đến nay. 8 đội bóng có mặt ở vòng tứ kết gồm có Vọng Nguyệt, Việt Ý, Đồng Kỵ, Quan Độ,
Hà Anh, Vua Hải Sản, Arsenal, thị trấn chờ có lẽ cũng sẽ phải chờ đợi rất lâu nữa mới có thể tiếp tục chinh phục chiếc cúp danh giá. Những giải đấu phải lỡ hẹn do dịch Covid gồm có giải Lích Phù Trần, giải Đồng Kỳ mở rộng, bên cạnh đó là các giải Đồng Hương, giải đấu Mai Động, giải Đông Anh mở rộng, giải vô địch các câu lạc bộ Đông Anh, giải Ô Cách mở rộng và rất nhiều các giải đấu khác. Một thông tin khá buồn đến với người hâm mộ bóng đá của khu vực Từ Sơn, đó là bắt đầu từ 0 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2021, toàn bộ thị xã Từ Sơn sẽ áp dụng chỉ thị giãn cách số 15 cho đến khi có thông báo mới. Dịch bệnh sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến một số địa phương đang có phong trào bóng đá phát triển như Mai Động, Kim Bảng, Hương Mạc, Đồng Kỵ. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối ngày 7 tháng 9 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây sẽ là một trận đấu không có khán giả. Trọng tài người Qatar Abdulrahim Ibrahim Onjasim sẽ là người được chọn bắt chính ở cuộc đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Australia. Trong quá khứ thì ông Onjasim cũng từng bắt chính hai trận đấu của tuyển quốc gia Việt Nam. Ở trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2018, ông cầm còi trong trận thắng 2-1 của Việt Nam trước Philippines. Đến năm 2019 tại Asian Cup, vị vua áo đen này cũng bắt chính trong trận Việt Nam để thua Iraq 2-3 ở vòng bảng. Đây sẽ là trận đấu thứ nhì của hai đội bóng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó ở tại vòng 1 bảng B, các cầu thủ Nhật Bản đã để thua Oman 0-1 ngay trên sân nhà của mình. Australia có chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc trên sân trung lập và Ả Rập Xê Út có chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Việt Nam. Ở vòng đấu thứ hai này, ngoài cặp đấu giữa Việt Nam và Australia thì còn có các cặp đấu khác. Trung Quốc sẽ gặp Nhật Bản vào lúc 20 giờ và Oman sẽ gặp Ả Rập Xê Út vào lúc 23 giờ. Bảng xếp hạng của bảng B sau khi vòng 1 kết thúc, ba đội bóng đang có được 3 điểm lần lượt là Australia, Ả Rập Xê Út và Oman. Ba đội bóng còn lại ở phía sau là Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc đều chưa có điểm. Nếu các bạn có những thông tin gì về bóng đá phong trào khu vực, những trận đấu giao hữu, những giải đấu sắp diễn ra, hãy cùng gửi thông tin về cho chúng tôi qua trang fanpage Bình luận viên Nguyễn Anh Hùng hoặc có thể gửi qua số điện thoại 0966 48 4444. Rất hy vọng là các bạn sẽ đón chờ những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.